Mình là game thủ mà. BBC á? Mình chỉ quan tâm đến cạp màn hình thôi. Mình là dân văn phòng mà. BBC á? Mình chỉ cần round là đủ rồi. Mình là sinh viên mà. BBC á? Rẻ là được rồi. Những cái khác không có quan trọng. Đấy, chả thấy anh em nào nhắc đến tầm quan trọng của nguồn máy tính cả. Thế thì ngồi yên đấy, để Hải Linh cho xem em nguồn của mình ngày hôm nay lợi hại như thế nào nhá. Nhân vật chính lên sàn, nguồn máy tính Gigabyte GP650B 650W. Nguồn P650B đạt chứng nhận 80 Plus Bronze, có thể đạt hiệu suất lên tới 89% khi hoạt động ở mức 100%. Các bạn cũng cực kỳ yên tâm về độ uy tín của em nó, bởi vì em nó là tụ điện Nhật Bản 100%. Công suất của em nó thì là 650W, mà hãng khuyến cáo nhất á, thì các bạn nên sử dụng nó với card 4060. Thật ra là 4070 thì vẫn được thôi, nhưng mà cũng không nên lắm đâu các bạn ạ. Và có một điều nữa là các bạn có thể yên tâm về em nguồn này, đó chính là độ ồn của nó nhá. Bởi vì nguồn hoạt động ở mức 100% thì độ ồn của nó chỉ là 40dB mà thôi. Quạt còn có tuổi thọ bền bỉ với cấu tạo trục hydraulic bearing nữa. Cổng 12V, 54A, 648W, mạnh mẽ, chịu tải tốt cho các cặp đồ họa công suất lớn. Bên cạnh đó thì nguồn còn được trang bị các công nghệ bảo vệ, bao gồm OCP là bảo vệ quá dòng, OVP là bảo vệ quá điện áp, OPP là bảo vệ quá sức, UVP là bảo vệ dưới điện áp và SCB là bảo vệ chập điện. Em nó đã tích hợp nhiều công nghệ như vậy nhưng mà giá thành lại cực kỳ hợp lý nhá. Nguồn công suất 650W và giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Nhưng mà anh em có muốn cùng mình đi khảo thử các khách hàng ở bên dưới showroom, mọi người sử dụng chiếc nguồn này mọi người có cảm nhận như thế nào không? Anh em có muốn không? Cùng mình đi nhá. Yes, các bạn ơi, thì bây giờ bọn mình đã tìm được một vị khách mà đã mua cái nguồn P650B để build vào bộ PC của mình. Thế bây giờ chúng mình sẽ cùng thử phỏng vấn anh ấy một chút nhá. Em chào anh ạ. Anh có cho em xin một chút thời gian được không ạ? Được. Vâng ạ, bây giờ bọn em đang muốn phỏng vấn anh một chút về cái bộ nguồn P650B kia. Về lý do tại sao mà mình lại lựa chọn mua cái bộ nguồn này để build bộ PC của mình ạ? Đúng rồi, cái hiện tại cái bộ PC nhà anh thì nó đang bị cái nguồn nó bị lỗi, nên là anh đang muốn tìm một bộ nguồn mới để thay cho cái bộ PC nhà anh. Thì vấn đề là được các bạn nhân viên Hacom tư vấn thì anh đã lựa chọn cái sản phẩm này, nó phù hợp với giá thành của anh. Và thứ hai là bộ này là đang được khuyến mại một đổi một trong vòng 3-4 tháng gì đó. Dịch vụ bảo hành G116 của Gigabyte. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, khi khách hàng mua bo mạch chủ hoặc nguồn máy tính Gigabyte Aorus sẽ được bảo hành một đổi một mới 100% trong vòng 6 tháng đầu kể từ ngày mua, khi có bất kỳ lỗi gì do nhà sản xuất, kể cả lỗi cháy nổ khi sử dụng, miễn không phải là lỗi cố ý gây hư hại. Và anh có thể chia sẻ thêm cho em một chút, đó là về cái phần mà mình mua ấy, thì mình có cảm giác là cái công nghệ của nó xứng đáng so với cái giá tiền của nó không ạ? Hiện tại thì anh mới đang mua sản phẩm này và chắc chắn là sẽ phải có thời gian trải nghiệm. Nhưng mà trước đây thì anh cũng có dùng rất nhiều sản phẩm của Gigabyte, bao gồm cạc màn hình này và main này, thì anh thấy cái bộ tương thích trong cái hệ thống của họ là rất là ổn định, phù hợp với công việc của anh, công việc nó rất trôi chảy. Sản phẩm nó so với giá tiền thì cũng ổn rất không ạ? Rất hợp túi tiền của anh. Dạ vâng. Đó, thì em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Bây giờ chúng mình lại tiếp tục tìm được một vị khách mà đang khá là yêu thích các sản phẩm Gigabyte. Bây giờ bọn mình sẽ xin anh ấy phỏng vấn một chút nha mọi người nhé. Em chào anh ạ, anh ơi cho em xin chút thời gian được không ạ? Được. Vâng, thì em thấy là anh đang khá là quan tâm đến các sản phẩm Gigabyte, thì không biết là trước đây mình đã từng sử dụng sản phẩm nào Gigabyte chưa ạ? Ở nhà thì mình có build một cái PC full linh kiện Gigabyte. Full linh kiện luôn đúng không ạ? Thì không biết là cái nguồn mà anh đang sử dụng cho bộ PC đó là khoảng bao nhiêu anh? Mình đang sử dụng nguồn 650W. Là có phải là cái dòng P650B không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì bây giờ em lại đang có một cái chương trình phỏng vấn một chút về các khách hàng mà đang sử dụng cái nguồn đó, thì anh cho em xin một chút chia sẻ được không? Dạ vâng. Thế thì bây giờ không biết là lý do mà khi nào mà lúc mà anh bắt đầu build ấy, thì không biết là tại sao anh lại lựa chọn cái nguồn P650B đó để build bộ PC của mình ạ? Tại vì mình dùng cạc 4060 ấy, thì mình thấy là cái nguồn P650B này thì đó phù hợp với cái con PC của mình. Và kiểu cả hãng cũng là hãng mà anh yêu thích đúng không? Đúng rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà anh trải nghiệm nó ấy, thì anh cảm thấy khi mà sử dụng thì nó có cho anh cái trải nghiệm như thế nào ạ? Mình thấy là cái nguồn 650 này thì khá là êm và êm sử dụng phù hợp. Tức là cái quạt nó không ảnh hưởng gì nhiều đối với mình lắm đúng không ạ?
Vâng, thế thì nếu mà bây giờ để anh đánh giá đi về cái chất lượng mà anh sử dụng so với cái giá thành mà mình bỏ ra thì anh cảm thấy nó có xứng đáng không ạ? Mình thấy giá thành thì hợp lý, phù hợp với mọi người mà muốn build PC mà cái công suất là 650W. Vâng, đó thì em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và đó là cảm nhận của khách hàng về em nguồn P650B này. Còn các bạn thì sao? Em nó đã đủ để lọt vào tầm ngắm các bạn chưa? Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy lên website của Hacom nhé. Còn bây giờ thì bye bye.